Chuyện thứ 18, Bài Tà Hiển Chánh. Ngày 15 tháng 5 năm Đinh Mão, tức năm 1939, Đức Thầy khai đạo tại Hòa Hảo. Lúc ấy, tôi, Nguyễn Hữu Hạnh, chưa biết gia đình của Đức ông và cũng chưa biết Đức Thầy. Gia quyến tôi trước kia thọ pháp với một ông sư tên Hai Cùng ở Mỹ luôn, cũng căn gốc của Đức Phật Thầy và Đức Cố Quảng. Bỗng nhiên một hôm, Đức Thầy gửi cho ông sư Cung hai quyển giảng, quyển nhất và quyển nhì. Ngày 9 tháng 4 năm Kỷ Mão, người anh tôi có bệnh, rước ông Hai Cung đến nhà. Ông mang theo hai quyển giảng của Đức Thầy gửi cho ông. Nhưng lúc trị bệnh cho anh tôi đem ra đọc và giải nghĩa cho ông nghe. Tôi đọc xong hai quyển giảng, nhận thức được chân lý, tâm hồn tôi vừa phục vừa kính mến Đức Thầy và nghĩ rằng Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Liền khi ấy, đêm mùng 9 tháng 11, gặp dịp may có người ở xóm đem vợ đến Đức Thầy trị bệnh, tôi liền quá giang đến tổ đình. Lúc bấy giờ, vào sáng ngày 11 tháng 11, khi tôi đến, Thầy đang thuyết pháp quyển giảng thứ tư. Thầy ngừng lại hỏi tôi, mới qua Hương Quảng. Và Đức Thầy nói luôn những chuyện ông sư Cung, thầy trước của tôi, làm cho tôi sửng sốt. Tôi nhận Thầy là một đấng tiên tri. Liền đó, tôi xin Thầy được chép quyển tư, tức quyển Giác Mê Tâm Kệ. Khi đang chép, Thầy tới lui coi tôi chép, và Thầy dặn chép cho thật kỹ từng nét, từng dấu, đừng để trật dấu, trật một chữ, mất nghĩa một câu. Đây là lần đầu tiên tôi đặt cả đức tin nơi lòng. Qua ngày 12 tháng 11, tôi trở về gia đình, trình với cửu huyền cùng thân mẫu và yêu cầu ông sư cho phép tôi được quy y với Đức Thầy. Được sự đồng ý của gia đình và sư Cung, tôi thọ giáo quy y Thầy. Đức Thầy biết cả hình thức thờ cúng ở gia đình tôi. Thầy dạy rằng, trước kia Hương Quảng còn mê, nay tỉnh ngộ, nghe lời Thầy dạy. Bức trần điều mà Hương Quảng làm bàn thờ chư vị ở nhà, để y như vậy, làm ngôi Tam Bảo thờ Phật, bên hữu thờ Bà Độ Mạng thì dẹp đi, bên tả thờ ông Táo cũng dẹp luôn. Thầy giải nghĩa, đúng là bà Cửu Thiên, bà Chúa Tiên, thời này mấy bà đã vào hàng Phật rồi. Vậy Hương Quảng về kiếm bông hoa, nước lã và cầu nguyện vái như vậy. Hồi trước tôi còn mê nên thờ vậy, nay tôi quy y theo Thầy. Thầy tôi dạy, nếu thật là bà Cửu Thiên Huyền Nữ thì chứng minh cho tôi thỉnh về ngôi Tam Bảo, thờ chung với Phật để tôi sùng bái. Còn ai ở đây hưởng đồ cúng kiến, xin đi chỗ khác mà kiếm ăn. Từ đây tôi không còn cúng kiến nữa. Đàn ông Táo cũng vậy, rồi dẹp. Tôi vâng lời, làm y theo lời Thầy dạy, và từ đó tôi thường lui tới thăm viếng Đức Thầy. Đến ngày 10 tháng 12 năm Kỷ Mão, tôi đến viếng Thầy lối 7-8 giờ sáng. Ngày đó làng Hòa Hảo cúng cầu an tại đình thần. Đức Thầy đứng ở mé sông trước tổ đình, bỗng đi thẳng lên bước vào nhà. Thầy cười và nói, thật là tức cười các ông hương chức hội tề làng Hòa Hảo hết sức. Cười gì vậy Thầy Tư? Đức ông hỏi. Đức Thầy chỉ xuống đình và nói, ông cả không thấy sao? 12 hương chức hội tề súng nhau đâm họng con heo, đem ngay trước bàn thần, rồi ráp nhau bận áo dài bịch khăn đóng, lại con heo mà đền tội sát sanh chưa xong, chứ thần nào chứng mà ăn. Lúc đó tôi có đứa con thứ ba, năm đó đúng 12 tuổi. Tôi kỹ bán cho ông Táo một con heo, đúng 12 tuổi sẽ cúng. Tôi đã nuôi sẵn một con heo, định đến ngày 20 tháng Chạp năm Mẹo, đúng lời vái, sẽ cúng trả lễ. Tôi đem chuyện ấy bạch với Thầy. Thầy cười mà nói rằng, Phật Táo ngài làm việc với Đức Ngọc Đế, chứ không có ở dưới trần nuôi con cho chúng sanh đặng ăn thịt heo. Hương quản hãy bán con heo đó, đặng tri độ trong gia đình và tránh tội sát sanh. Nếu ai đòi thì nói thầy không cho cúng, thầy lãnh cho. Và thầy dạy thêm, không nên cúng hạn, dừng cằn đổ đốt, thôi nôi, đầy tháng gì hết, chỉ cúng cửu huyền thất tổ mà thôi. Nhờ ơn đức oai linh của tổ thầy, gia đình tôi từ lúc theo thầy học đạo cho đến nay 30 năm, khỏi tổn hào cúng kiến chè xôi, và gia quyến cũng không bệnh hoạn ốm đau chi cả. Từ đó, cứ 10 bữa nửa tháng là tôi đến viếng thăm thầy. Tôi có hỏi thêm nhiều chi tiết về ăn chay. Thầy dạy, ăn chay 4 ngày, còn 6 ngày hoặc 10 ngày cũng được. Thầy dạy 4 ngày là những người chưa từng ăn chay lạc, nên thầy dạy 4 ngày cho hạng người ấy để tập ăn. Còn ai dùng nhiều được thì tốt. Về việc niệm Phật, tôi bạch với thầy, được thầy dạy chữ lục tự trì tâm bất viễn. Khi đi tiểu, ở trần có niệm được chăng? Đức thầy cười và nói rằng, hương quản đi tiểu, đi cầu vẫn niệm được. Đó là hương quản tưởng Phật, chứ không phải hương quản rủ Phật lại mà lỗi. Ngoại trừ khi gần gũi vợ chồng, niệm không được nha. Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh. Luận giải, đức thầy dạy ông Huỳnh Hữu Hạnh, tức Hương Quảng Chiến, nên dẹp sự thờ cúng lễ mễ theo lối dị đoan, mà cũng là lời khuyến cáo chung cho hàng môn đệ, hay nói cách khác là một tiếng chuông đánh thức kẻ mê mờ chưa hiểu rõ lý chân. Bởi vì đấng vô hình chân chánh thì không ăn của hối, kẻ tà chúng ta không nên phượng thờ, vì chúng ăn quen sẽ rước họa cho gia đình ta, cũng khiến như vậy không thể mở mang trí tuệ và khó thoát khỏi lưới ma. Ta hãy nghe lời tự huấn của Đức Tôn Sư. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Trích trong lời khuyên bổn đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Om ha ha ha, Sam Modi Soha.